Rồi, hello nha, hello mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với anh em HP của chúng tôi. Thì hôm nay là một ngày khá chi là đặc biệt. Nhân dịp kênh đạt 3.100 suất, 3.100 suất thì anh em tôi sẽ tự thưởng cho mình tự cắt tóc. Đấy. Thử một ngày làm thợ cắt tóc. Hôm đó là tôi đã một ngày thử làm bắt tài xế thì hôm nay tôi sẽ một ngày làm thợ cắt tóc. Rồi, và tôi sẽ cắt cho thằng em này. Đấy. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhanh nhất để cắt tóc đẹp và độc, không bông hàng. Ok. Ok, và dụng cụ mình cần thiết thì mình đã chuẩn bị sẵn. Đây là cái tông tăng đô ủi lông chó. Đấy, và những kéo. Đấy, kéo thì lông cho chó luôn. Ok, và mình sẽ dùng nó để mình cắt tóc cho thằng em. Rồi, trước tiên là mặc áo mưa vào. Ông ơi, vậy không có lông dính. Lông dính. Mặc áo hết lạnh. Đấy, đèn tóc nó không dính mọi người thì phải mặc áo mưa, ok chưa? Thế là mình sẽ chải đầu như đó. Rồi. Đó mà nhìn xem tóc như này mà có những khen thì cũng hơi bị sai ấy. Đấy, và sau khi đã chải tóc xong thì mình sẽ dùng tăng đơ để ủi. Mà mình chưa ủi bao giờ để mình bật xem thử nó sao. Ủa mày nó rung này, tăng đơ rung này. Rung như tăng đơ mẹ. Tăng đơ rung như là chết toi. Rung không? Tăng đơ rung. Cái này sao cảm giác nó hả? Rung nữa. Rung nữa. Rồi, nhây quá, ok. Và để cắt được tóc mình phải đo. Mình đo khuôn mặt và đo kiểu tóc. Đấy, mình sẽ đo bằng lược. Đây em xem mình đo. Ok, và mình đã đo được hai góc. Và cái đầu này phải cắt đầu quả nấm nó mới hợp lý anh em ạ. Đấy, cắt đầu nấm nó hợp lý. Đầu khớp. Đây gọi là cắt đầu khớp. Ok. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ tiến hành cắt tóc. Và đây là sau một hồi mình đo đạc, đo rồi mình đếm rồi các kiểu, và bây giờ mình cắt nhanh nhất để mình cắt tóc. Cho nó rung cái đầu ạ. Ngồi đây, ngồi đây. Rồi. Các bạn có thể thấy không? Chỉ trong vòng một đường tăng đơ của mình là đầu tóc cần được hoàn thành rồi. Rất mừng đang ngồi im để cho người khác học hỏi. Đấy, cơ bản là gần ok rồi. Và một đường tăng đơ thứ hai. Đấy, và hai đường kéo là đã gần hoàn thành được đầu tóc. Đấy, và mình sẽ review cho anh em thấy. Tên rồi. Đeo cái nó ra cho ngỏ. Đâu quá, kéo mà. Đâu đâu. Anh em đấy. Đây, lắc đi. Quay vòng như vậy. Đây, anh em có thể đấy. Đây. Đây mới chính là đầu khớp đây anh em ạ. Rồi. quay đấy, quay vòng. Đồ. Đồ đẹp nhá, đúng không? Đẹp đọc. Đấy, ngồi xuống, tiếp tục. Cái đám của Trung Quốc này. Nhưng mấy thằng ninja nhà thấy chưa? Nhưng mấy thằng ninja nó còn cái mà như thế này. Mà để tóc mày lên thì hơi sốc rồi. Đấy,
Đâu, đẹp, mở ra coi thử. Nhìn coi chút. Đẹp. Đẹp chưa? Quay. Đúng là đồ, đây là gọi là đồ khắc rồi. Đây là bản toàn giống hồi xưa đâu. Thật đồ khắc. Thành thật đồ khắc rồi. Đẹp đúng không? Đọc nhớ. Đây. Còn ngồi tao tướng thôi à. Khớp còn tới đây rồi nha em ạ. Đấy. Khớp còn tới đây rồi. Bây giờ mình để chân tu hơn thì mình sẽ bào cái khớp này đi. Wow, đây giống như hot clip gì à? Nghe nói đầu nấm đẹp trai, ông tôi đẹp trai. Đầu nấm đẹp trai rồi, đứng lên con nào. Đứng lên vòng à. Rồi, quay vòng đây, đây giống kiểu đội mũi như thế rồi. Độc. Ok, và rồi mình đã cắt cho đồng chí Thuận HT. Và bây giờ sẽ đến lượt đồng chí Cameraman. Rồi, ok. Với kiểu tóc truyền thống của và hâm mộ của Cameraman thì rất thích khá bảnh. Ok, vừa đây anh cho khá đổi luôn. Anh khá đổi, ok. Ok, phải tin tưởng anh. Rồi. Ok. Tiếp theo là mình sẽ cùng với hai đường tăng đơ. Đừng quên nhá. Đây, các bạn có thể thấy đây là đường thứ nhất. Đây, đường tăng đơ thứ nhất và bây giờ sẽ là đường tăng đơ thứ hai. Đây là bây giờ là trở thành lắc bánh. Đây mình tính thẳng luôn. Và sau hai đường kéo thì mình hai đường tăng đơ rồi mình sẽ review cho các bạn thấy là kết quả nó như thế nào nha anh em. Tên lắc ô tô đầu khắc. Qua đẹp. Rồi, dùng máy tính mẹ rồi. Hết pin rồi anh em ạ. Rồi, chờ sao rồi. Rồi, đi. Để ra rồi, mày chết à. Review. Ôi, đồ tóc. Được, anh em thấy đồ tóc của lắc bánh không? Ôi. Để chắc là đến vậy luôn con. Tiếc là đang trong quá trình cắt tóc thì cái tông đơ của chúng tôi nó bị trục trặc kỹ thuật, sạc không vào điện và hiện tại đã bị cháy mất cục sạc. Đấy, nên tôi tiến hành cứ có tới đâu là chúng tôi cắt tới đấy thôi, chứ không thể cắt trọn vẹn được. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái đầu khớp của hai bạn nha các bạn, cực kỳ phải đẹp. Lắc quay nhẹ vào lắc. Hào anh em có thể thấy đầu tóc của hai đồng chí cameraman và đồng chí HT Thuận thì khá là độc. Thề luôn đấy, độc nhất vô nhị luôn. Đây mới gọi là đồng nấm chính thống nhá, đúng không? Đồ bụi. Đồ khắc. Ok.